Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của châu Âu đã ra thông báo cho biết các sân bay ở châu lục này từ London tới Moscow sẽ triển khai tăng cường các biện pháp kiểm tra an toàn dịch tễ. Nhà chức trách Anh khuyến cáo người dân hạn chế tới Vũ Hán, trong khi Nga đã đẩy mạnh công tác kiểm dịch và khử trùng đối với nhiều chuyến bay khởi hành từ các thành phố Trung Quốc. Còn tại châu Mỹ, các nước như Peru, Mexico đã nâng mức cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm bệnh, chỉ thị nhân viên điều phối chịu trách nhiệm theo dõi sát tình hình và sẵn sàng ứng phó với các ca lây nhiễm nếu có. Chủng virus corona mới lần đầu tiên được phát hiện vào cuối năm ngoái tại Vũ Hán, sau khi dịch viêm phổi lạ bùng phát ở thành phố miền Trung Trung Quốc. Hiện giới chức quốc tế lo ngại nguy cơ dịch bệnh lan rộng, tương tự như đại dịch SARS khiến gần 650 người tử vong hồi năm 2002.